Thế nào là giới thanh tịnh? Thế nào là nhẫn thanh tịnh? Thế nào là tinh tấn thanh tịnh? Thế nào là định thanh tịnh? Thế nào là họa thanh tịnh? Thế nào là từ thanh tịnh? Thế nào là bi thanh tịnh? Thế nào là hỷ thanh tịnh? Thế nào là xả thanh tịnh? Thế nào là nghĩa? Thế nào là pháp? thế nào là đủ phước đức trợ đạo, thế nào là đủ trí huệ trợ đạo, thế nào là minh túc, thế nào là cầu pháp, thế nào là thấu rõ pháp, thế nào là pháp tu hành, thế nào là ma, thế nào là ma nghiệp, thế nào là xả lìa ma nghiệp, thế nào là thấy Phật, thế nào là Phật nghiệp. Thế nào là mạng nghiệp, thế nào là trí nghiệp, thế nào là chỗ ma nhiếp trì, thế nào là chỗ Phật nhiếp trì, thế nào là chỗ Pháp nhiếp trì thế nào là nghiệp làm ở trời đâu xuất thế nào là cung trời đâu xuất mất đi thế nào là hiện ở thai thế nào là cõi vi tế thế nào là hiện sơ sinh thế nào là mỉm cười thế nào là thị hiện đi bảy bước thế nào là hiện đồng tử thế nào là hiện nơi nội cung thế nào là hiện xuất ra thế nào là thị hiện khổ hạnh thế nào là đi đến đạo tràng thế nào là ngồi đạo tràng thế nào là ngồi đạo tràng thì hiện hiện tướng kỳ đặc. Thế nào là thị hiện hàng ma, thế nào là thành tựu lực của Như Lai, thế nào là chuyển bánh xe Pháp, thế nào là do chuyển bánh xe Pháp được Pháp trắng tịnh, thế nào là Như Lai ứng tránh đẳng giác thị hiện vào Niết Bàn. Lành thay Phật tử những Pháp như vậy, xin hãy diễn nói. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền bảo Bồ Tát Phổ Huệ và các Bồ Tát rằng Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ nương tựa, những gì là 10? Đó là dùng bồ đề tâm để nương tựa vì luôn chẳng quên mất, dùng thiện tri thức để nương tựa vì hòa hợp như một, dùng căn lành để nương tựa vì tu tập tăng trưởng, dùng ba la mật để nương tựa vì tu hành đầy đủ, dùng tất cả pháp để nương tựa vì rốt giáo thoát khỏi, dùng đại nguyện để nương tựa vì tăng trưởng bồ đề, dùng các hạnh để nương tựa vì khắp đều thành tựu, dùng tất cả bồ tát để nương tựa vì đồng một trí huệ, dùng cúng dường chư Phật để nương tựa vì tín tâm thanh tịnh, dùng tất cả Như Lai để nương tựa vì Như Cha lành dạy bảo không dứt đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ phép này thì sẽ được nơi nương tựa vô thượng đại trí của Như Lai Phật tử. Đại Bồ Tát có 10 thứ nghĩ tưởng kỳ đặc, những gì là 10, đó là nơi tất cả căn lành, sinh nghĩ tưởng căn lành của mình, nơi tất cả căn lành nghĩ tưởng sinh hạt giống Bồ đề, nơi tất cả chúng sinh nghĩ tưởng Bồ đề khí, nơi tất cả nguyện sinh nghĩ tưởng nguyện của mình, nơi tất cả pháp sinh nghĩ tưởng thoát khỏi, nơi tất cả hạnh sinh nghĩ tưởng hạnh của mình, nơi tất cả pháp sinh nghĩ tưởng Phật pháp, nơi tất cả lời nói sinh nghĩ tưởng lời nói đạo, nơi tất cả chư Phật sinh nghĩ tưởng từ phụ, nơi tất cả Như Lai sinh nghĩ tưởng không hai, đó là mười.